Chào tất cả các bạn đã đến với cái lớp học phụ hồ của thầy nha các bạn. Thì hôm nay là cái tiết học thứ B. Đó là các bạn biết làm gì không? Trộn bê tông nha các bạn. Thì thầy hỏi em Linh là hồi giờ đã từng trộn bê tông chưa? Dạ chưa thầy. Em chi trộn rồi đúng không? Dạ. Đó thì giờ hôm nay là thao ra làm đúng không? Chứ còn chần chờ gì nữa. Thầy trước tiên em biết làm gì không hai em? Bật máy lên. Bật máy thì mình phải làm gì? Rồi đỡ thầy cắm ra, tại vì túi thầy lúc nào cũng không có tiền á các em à. Nên là thầy rất là tự tin cắm điện. Rồi cắm điện xong rồi làm gì nữa hay em? Đổ nước thì đổ đi. Rồi đỡ thầy xây quay giùm cho. Đổ mấy thùng này các em biết không? Đổ vô đi. Nói chung là không ai mà dạy ngờ mà nhiệt tình như thầy đâu, thầy nói thiệt á. Đổ 2.5 thùng thôi. Rồi đổ nửa thùng nữa thôi. Rồi đổ nửa thùng nữa thôi em ơi. Rồi em Tri bây giờ biết làm gì nữa? Đổ xi măng. Thì đi theo trước. Hay em coi thử đổ vô nở không? Rồi cô Trần á, nắm cái đít này lại nè. Em nắm cái đít này lại nè, nắm bóp cái đít này lại nè, hiểu không? Không thôi nó lột bao xi măng vô đó luôn á. Cô Trần nó chạy tay á. Nó rớt bao xi măng vô đó luôn á. Đó. Rồi đó thầy ấy bao cho hai em xem nè. Thấy chưa? Thấy thầy cầm chưa? Thầy cầm mình bóp cái đít này lại em hiểu không? Đó. Rồi giờ đổ xi măng xong rồi làm gì nữa? Xúc cát rồi quay que kia xúc vô. Em xúc biết xúc ý là cát em biết một bao xi măng thì đổ bao nhiêu thùng cát không? 6 thùng thì được bao nhiêu vé? 30 vé. Một thùng xúc được bao nhiêu vé? Dạ. Một thùng xúc bao nhiêu vé? Vậy 5 vé bác. Một thùng 5 vé, 6 thùng là 30 vé. Mà thầy nghĩ là hai em là xúc một vé này nó không đủ một vé đâu. Nên là hai em có xúc 35 vé xúc vô. Bây giờ hai em mở người xúc 10 vé đi. Một người xúc 10 vé đi xong que đổ sạn chứ đừng có xúc két một lần vô đủ biết không? Nó không có đều. Rồi mở em xúc 10 vé cho thầy đi. Đó là xúc đầy như em Tri nè, mới tính được là một vé nè. Mở em xúc 10 vé thôi nha. Đủ chưa? Hai em đủ người 10 vé chưa? Người 10 vé là 20 vé thôi, còn 15 vé kia thì từ xúc. Rồi bây giờ em về đây em đủ 10 vé chưa em? Rồi giờ em xúc sạn vô. Thường là người ta vừa xúc sạn vừa xúc cát em, các em hiểu không? Còn hai em là không có thể nào rinh nở cái thùng sạn được. Hai người mới rinh được nở một thùng sạn, nên là phải làm kiểu này. Đó. Rồi em lật cái thùng lên. Rồi em xúc sạn vô. Rồi hai em rinh thùng sạn đổ lên coi thử được không?
hai em rinh tùng sẹn đổi lên thử nở không? Một người nắm ở dưới đít đó, nắm gì đó mà sao đổ được? Em Chi làm gì đây nè? Trời ơi, đây nè, đó em Chi làm gì á? Đổ cao lên đó, cao hơn cái có nha, giữa cao hơn cái có. Đúng thì coi cho tôi thầy nè, thầy chỉ cho nè, thầy chỉ cho làm đó. Thấy không, thầy làm một cái mà đầy luôn, thấy không? Đó, mình nắm vô đây nè, mình nhắm, mình nắm vô cái cây đây nè, biết không? Đó, thấy chưa? Đó, thầy phụ cho. Nè, nhìn thầy nè, đó, thấy chưa? Rồi que xúc két tiếp đi. Con tầm trọt trúng mặt á. Hai em 15 vé nữa nha, mở người 7 vé rưỡi. Rồi xúc rồi, 7 vé mà hai em xúc mà vé nó chưa được đầy đó, biểu sao? Người ta bê 12 vé thiệt đầy, còn em mà xúc nửa vé, chưa được nửa vé đó. Xúc vô đi. Rồi thầy ấy thêm nửa cái thùng sạn đó. Rồi xúc thêm vô đi. Hai em đứng cái kiểu gì vậy trời? Rồi thôi được rồi, qua đây, đẩy xe rùa qua đây. Phải trộn mà vừa két vừa sẹn đổ chung cho nhau thì nó mới đều được chứ. Sẹn két xong rồi sẹn, xong rồi két xong rồi sẹn, nó không có đạt được. Rồi em bỏ đỡ nó ngay kia, thầy chỉ ta đổ. Em tới em dựng cái xe rùa ngay kia. Giờ nước không à, nó không đều quá. Thôi lỡ rồi hai xe này, xe dưới là nó đều quá. Rồi hai em đẩy theo thầy nè. Do là người ta thường thường người ta là vừa đổ sạn vừa đổ cát chung với nhau luôn, biết không? Còn em về xúc cát xong rồi em mới xúc sạn, tại hai em làm không nở. Rồi hai em đây dùng thớ đẩy lên cái này đi nè, cho anh chuyển qua đây nè. Rồi em Chi đẩy mạnh lên. Thì đổ xuống cái hồ này nữa nha các bạn. Rồi đẩy xuống đây. Đó. Rồi đẩy lên. Hai em đẩy mạnh lên. Mạnh lên cho cự gì lên. Đó rồi máy xuống. Rồi em dỡ lên thầy vịn rồi. Thầy hỗ trợ rồi. Rồi được rồi. Rồi em Chi đẩy lên.
Người ta làm thầy vậy người ta phỉa mà thầy sao mệt dữ trời. Rồi để ta chút xíu em ơi. Trời được rồi. Trời ơi nên lên. Trời ơi ớn thiệt rồi chứ. Rồi em Trì bữa nay thấy hơi yếu quá nha. Nắm sai gì sai. Xe này thì nó đều hơn nè. Dường cho em chì mạnh hơn nên là lề nó nặng hơn nha. Đó mạnh lên đù bữa nay chảy mạnh dưa trời. Em chì mạnh lên hai em chuẩn bị được 6 muối rồi. Rồi đi xuống thắng đồ vô nha, đi từ từ thôi. Đó để từ từ thôi, thắng lại cái bánh xe đó nó do nó hơi mồm á. Đó rồi em đẩy mạnh lên, giờ bánh xe đây nó mềm quá mà biểu sao. Rồi em rồi đổ xuống đi, rồi em đổ xuống đi. Đó ok ạ. Này em có tiến bộ ha Linh à. Sau này thầy sẽ cố gắng cho em lên thợ chính. Làm kiếm tiền. Rồi đổ mạnh lên. Đó. Em chi thì cái xe nó nặng hơn nha các bạn. Hồi nãy đổ hồi lố. Đó thôi em tới đây. Tới đây thầy thôi hai em nghỉ rồi. Thầy hỏi phỏng vấn cho hai em chút xíu quá. Thì thầy hỏi em Linh nha. Em thấy trộn bê tông với trộn hồ khô cái nào mệt hơn? Cái này mệt hơn hả? Cái này mệt hơn hả? Rồi trộn bê tông với xúc đất cái nào mệt hơn? Cái trộn bê tông hả? Trộn bê tông mệt hơn. Dạ. Vậy xúc đất với trộn hồ khô cái nào mệt hơn? Trộn hồ khô thầy. Ừ, trộn hồ khô hả? Đó thì em Linh nói rất là đúng nha các bạn. Đổ bê tông thấy vậy cho chiều mát này nó phỉa cho nắng nó rất là mệt. Rồi anh em đưa cái tay cho thầy xem coi. Em sắp chuẩn bị trai rồi nè. Đó con trai bây giờ rất là thích con gái tay trai tay. Có nghĩa là em biết vì sao không? Bây giờ mà không trai tay có nghĩa là làm biến mà không trai tay. Còn làm xiên thì trai tay nó mới trai. Cô thầy tay của thầy nào lỗ hang không? Mà là người ta nhìn vô cái tay của thầy là người ta biết thầy làm xiên. Đó các bạn hiểu không? Đó nên là hồi nãy giờ thầy chỉ cho hai bạn là các bạn xem video để nắm rõ được cái bài học ngày hôm nay chưa? Đó thì bây giờ thầy hỏi lại em Chi là hôm nay trộn bê tông là làm những cái gì? Nói ra sắp xếp ra cho mọi người biết. Bật máy lên, găm đó. Điện, là múc nước, đổ nước. Găm điện rồi nó máy nó tự bật lên chứ tự nhiên bật máy lên rồi găm điện là sao em? Nói lại cho các bạn biết. Vâng, tao máy lè găm điện. Rồi gì nữa? Máy nó bật lên. Rồi biết đổ nước trước, rồi biết đổ xi măng, rồi biết đổ cát, đổ sàn. Rồi biết đổ bao nhiêu xi măng? Một bao xi măng. Đổ trộn nửa bao thì cái khác biết không? Còn bây giờ đổ bao nhiêu thùng cát, bao nhiêu thùng sàn? Sáu thùng cát. Bốn thùng đẻ 1-2 đúng không? Dạ. Yeah. Đó thì nói chung là không phải là chọn một bao lúc nào cũng là bốn cát sáu cát bốn sạn hiểu không? Có nhiều khi sạn hột nhỏ hột to rồi cát to cát nhỏ đó tùy theo mình canh chứ không phải là lúc nào chọn một bao nó cũng đúng sáu thùng cát và bốn thùng sạn nha các bạn. Đó các bạn phải nắm rõ nha.
đó thì em thấy nay làm cực đúng không? Bình thường như các bữa trước. Các bạn này thấy áo nào của này dính hồ tùm lum tùm leo, quay gần lại cho các bạn xem. Review cái áo của em Tri cho các bạn xem. Đó, cái quần còn đất không mà các bạn thấy chưa? Lần sau đừng có mặc hở cái đó ra nha. Hôm nay là thầy làm nắng á, mát á. Còn nắng là nó đen cái khúc đó luôn rồi, chứ không phải giỡn đâu nha các bạn. Còn em Linh coi hôm nay mặc cái đồ, lần sau em đi phụ hồ em đừng bao giờ mặc áo màu đen nha. Màu đen nó dở dở dơ hơn. Em hiểu không? Em mặc màu trắng vô nhìn nó đỡ vô hơn, nó dính chấm rồi nó đỡ hơn. Thì thôi thì tiết học hôm nay chắc có lẽ là kết thúc nha các bạn. Và thôi bye bye các bạn nha.